Dạ vâng, em Hải xin chào toàn thể các bác ạ. Và trong clip ngày hôm nay thì em có một đơn hàng để gửi đi cho một bác khách ở Quảng Ngãi. Một bộ dàn combo karaoke có tổng trị giá là 46 triệu đồng. Đều là những sản phẩm hàng mới đập hộp mang thương hiệu của DB Arctic. Thương hiệu DB Arctic đều một trong những thương hiệu rất nổi tiếng hiện tại các bác ạ. Đều là những phân phối những sản phẩm hàng nhập khẩu chính hãng, chính ngạch và có đầy đủ giấy tờ về COCQ, chứng chỉ chất lượng sản phẩm các bác ạ. Thì combo karaoke ngày hôm nay gửi đi cho anh Trung với địa chỉ là xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi. Tổng combo này trị giá là 46 triệu. Thì đây là đều đồng bộ của hàng DB, hàng mới. Thì được bảo hành rất là lâu, lên tới 24 tháng. Thì combo karaoke này, tủ máy phối ghép là gồm một bộ micro không dây DB K6000, tiếng mic cho ra rất sáng và sạch, độ bắt mic, hút mic rất là tốt ạ. Và một chiếc quản lý nguồn DBP9 Pro để bảo vệ tất cả thiết bị bộ dàn, tắt bật tiện lợi. Đấy. Và chống chập cháy, giảm thiểu ù xì trên bộ dàn. Và tiếp theo là chiếc vang cơ lai số DBKM350 Pro V2. Để bác khách, bác ý thích gọi là làm chủ công nghệ. Đấy, không thích dùng vang số và thích dùng vang cơ. Và lựa chọn con vang cơ hay nhất và cao cấp nhất, tiệm cận vang số hiện tại của mẫu vang cơ này các bạn. Và cơ lai số. Và tiếp theo là chiếc đẩy 4 kênh, model là DB EA408, công suất cho ra là 800W trên một kênh, chạy mạch QHD và nguồn là nguồn xuyến. Thiết kế mẫu mã rất là đẹp và chất âm rất hay với bộ mạch hoạt động là mạch QHD. Và chiếc đẩy này thì sẽ sử dụng để đánh 4 quả loa chính là 4 quả loa full bass 30, model là DB LX S32 G2 ạ, phiên bản mới nhất 2024 của nhà hãng. Thì những mẫu loa 2024 hiện tại nhà hãng demo một model rất đặc biệt, đó chính là phần logo là có hình chữ D, là viết tắt của thương hiệu DB Arctic, DB Arctic Professional. Công suất của một chiếc loa này là 400W, vậy là đánh trên chiếc đẩy này là 800W, đánh tiếng bao căng, bao hay, bao chắc. Và đây, bộ dàn này thì nhà bác đã có sẵn là đẩy 2 kênh và có sub rồi, nên là cũng không cần lấy thêm sub nữa, tận dụng luôn đẩy và sub và lấy bộ dàn mới của DB Arctic này. Và chiếc đẩy này là đánh cho đôi loa này. Đấy, bác ghép lần này là ghép tận 2 đôi loa bass 30 bản LX S32 G2 này. Không gian nhà bác khách, nhà anh Trung là hơn 60m2 tính cả phòng bếp các bạn. Một đôi loa bass 30 này thì đủ cho vừa hát vừa nghe, không gian khoảng tầm 30-35m. Hai đôi này đánh khấu 60m thoải mái luôn. Ok, bây giờ sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của combo karaoke trị giá 46 triệu về Quảng Ngãi này. Xin mời các bác cùng theo dõi ạ. Anh không thể bơi đi xa hơn.
xa cuộc đời mây. Đến bây giờ anh mới nhìn em bằng ánh mắt không có niềm tin. Có một người đã đứng chờ em tối nay, có một người bình tĩnh nhìn em đôi thay, vẫn nét mặt và đôi môi ơi say mê hết áp như đôi ta đã từng.